Đã nhắc tới dòng xe Harley Davidson thì không thể thiếu những âm thanh đặc trưng của dòng xe này. Và sự đặc trưng đó đã tạo ra một tác phẩm âm nhạc dành tặng cho tất cả anh em. Yeah. Là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê, dẫu có dài khờ rồi có lúc vượt qua bao nhiêu bão buồn. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống với đam mê, dẫu có dài khờ liền ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn. Lên xe đây làm sao để nghĩ ngợi, vì đời là đi, đường gặp gành bụi mờ của xa chi, non cao vực sâu không hề làm ta suy, đi là đi, đôi khi lạc lối, đôi khi mất phương hướng, đôi khi đường đời không như ta đã tưởng tượng, những khi còn sống sót là khi ông chưa còn thương, cho ta bắt qua thử thách trên mọi cung đường, dù cho gió tắt mưa xa, vội vàng tay lái trước những phong ba, dù cho trời xưa vẫn còn xa, gác trong khi chân nơi đâu cũng là nhà, dù một vốn trên vai, nghe gió mắt vượt qua bên tai, bắt ngay bao lá trời mây. Đời này lạc quan và yêu đời, bánh xe vẫn lăn dù đường xe siêu vội, đi là đi không cần nói nhiều lời, ông ê nổ máy lên đi cần ra sau để ta nghe từ mấy giây lên trên đường xa để ta biết là mấy bê thật chưa tập trung ngàn gì mới đen một đường một đốt nhưng không đủ trí còn sang còn sức là ta còn đi anh em ê. Những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để được sống qua